Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lưu lụ đỏ Ấn Độ nha bà con. Hàng nhập khẩu bên trung tâm cây giống mới vừa nhập về, đang chuẩn bị sang chậu ra thì Ly cũng muốn giới thiệu và chia sẻ cho cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng lụ thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha. Lụ đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt á, thì trong vòng 10 tháng là đối với trồng đất là ra trái nha. Nếu như cô chú anh chị nào trồng chậu thì có thể là thời gian nó sẽ dài hơn, tức là 12 tháng đến 14 tháng ha, tùy theo cái công của quý bà con chúng ta chăm sóc đó nha. Hàng mà nhập về thì nó sẽ nằm ở trong cái bầu củ tỏi giống như vậy ha bà con. Và cái lá nó sẽ rụng hết giống như vậy nè. Đó. Tại vì nó nằm trong cái thùng á, đi cái đường xa thì lá nó sẽ bị rụng trơ trụi như vậy. Đó. Trong khi nó rụng thì nó sẽ bật mầm khác lên nè. Còn cái gốc thì nó nằm ở trong cái bàn tay nha. Có gốc to, gốc nhỏ. Đây ha bà con. Giống như cái gốc này thì nó cỡ cái ngón tay cái nè. Đó, cỡ cái ngón tay cái. Còn cái gốc kế bên thì nó khoảng ngón tay út ha bà con. Đó. Nó đang bật mầm lên nè. Đó. Sang cái chậu này là chậu C7, nuôi dưỡng lại khi nào mà bầu rễ ổn định ha, tược đọt đồ đi đầy đủ hết thì bên trung tâm cây giống mới xuất hàng cho quý bà con chúng ta nha. Nhập đợt này thì là 1.500 cây nuôi dưỡng lại, qua Tết nha, qua Tết mới xuất được ha bà con. Trong Tết là nhập cái lô này là lô cuối luôn. Rễ nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy rễ không? Rễ đây, rễ cứng bầu luôn nè. Đó, bầu củ tỏi ha. Đó, cứng bầu luôn nè, quý bà con chúng ta thấy không? Còn gốc đây, một bó như vậy là 10 cây ha, gốc đều đều đây ha bà con, gốc rất là đẹp, rất là xinh nè. Chiều cao của cây thì từ cái miệng bầu này nè, tức là ngay chỗ cái nhánh chiếc này nè, đi lên thì nó cao khoảng là 60 cm đến 80 cm. Số lượng rất là nhiều đây ha bà con. Lụ đỏ thì ăn rất là ngon nha, giàu dinh dưỡng, giàu vitamin ha bà con. Chúng ta cũng có thể ăn trái tươi hoặc là chúng ta làm nước ép uống, chúng ta làm xương tố nha. Đó. Cây nè, quý bà con chúng ta nhìn nè, thấy ha, có những cái cây một cốt và có những cái cây hai cốt nữa nè, tức là hai nhánh, rồi có một nhánh nè. Anh chị nào trồng chậu thì chúng ta lấy những cái cây một cốt giống như vậy. Còn cô chú anh chị nào trồng đất, trồng kinh tế thì chúng ta lấy những cái cây nhiều nhánh ha. Lụ đỏ Ấn Độ thì chúng ta trồng thì chúng ta phải lên mô nha. Khoảng cách trồng thì là 3 mét một cây. Khi lụ đỏ Ấn Độ á, mà nó trổ hoa ra, nhìn nó rất là xinh nha. Cô chú anh chị mà lấy cây giống từ trung tâm cây giống đem về, chúng ta trồng xuống tầm khoảng là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì bắt đầu ra hoa. Khi mà nó ra hoa rồi á, thì khoảng là từ 7 tháng nữa, tức là khoảng 10 tháng thì bắt đầu đậu trái nha. Hoa lụ đỏ Ấn Độ thì nó có hoa đực, hoa cái đó nha. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta trồng xuống đất á, mà cô chú anh chị mà kỹ á, thì chúng ta lấy cái hoa đực thì chúng ta úp nụ qua cái hoa cái thì tỷ lệ đậu trái của nó sẽ sai hơn ha. Lụ đỏ Ấn Độ thì cái trái trọng lượng của nó thì nó tầm khoảng là từ 4 trái 1 ký, 3 trái 1 ký ha, không quá to đâu nha bà con. Trái to nhất thì nó tầm khoảng là từ 400 gram, không có quá to đâu nha. Ruột nó màu đỏ đậm nha bà con, ăn rất là ngon luôn, ngọt đậm đà, hạt rất là mềm. Lê cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều về cây lụ đỏ Ấn Độ. Đây, cây nè, cây nhập khẩu nên quý bà con chúng ta nhìn cái nhánh nó rất là già ha. Nhánh nó rất là già nè. Khi mà hàng mà được nhân giống ở tại Việt Nam á, cái nhánh nó rất là, giống như là cái nhánh nó rất là xanh, tức là cái cây nó còn non á bà con, nên cái cây nó chưa có già. Còn cái nhánh này, cây nó rất là già, nó hóa gỗ rồi nè. Nó chuyển là thành màu xám xám, màu xám xám ha. Đây, dù cho cái cây nó, thân cây nó nhỏ nè, nó cũng hóa gỗ, cái màu nó cũng già, thuần thục nha bà con. Rất là già nè, là già rồi, rất là già luôn. Cây phát triển rất là mạnh, hàng nhập khẩu thì chuẩn F1, chúng ta trồng sau này năng suất nó mới cao, trái nó mới sai được nha bà con, quý bà con chúng ta lưu ý ha. Đó. Còn giá thể của bên trung tâm cây giống sang chậu là gồm có trấu này, có trấu sống nè, sơ dừa ha bà con. Nguyên cái bãi này là bãi nuôi cây. Hôm nay vô lụ đỏ Ấn Độ rồi có Sabo Mexico nữa nè. Cũng có nhiều anh chị đặt hàng củ tỏi bên trung tâm cây giống cũng có soạn ra riêng nè, soạn ra riêng chuẩn bị giao cho chủ đầu tư á. Đây, rễ nè, cây nào rễ nó cũng nhiều hết nha bà con. Rễ đây, cọng rất là to ha. Hàng củ tỏi thì quý bà con chúng ta nhận hàng thì nó vầy thôi nha. Gốc này cũng khá là to nè, nó rụng lá hết như vậy á.
Và Ly xin nhắc lại, chúng ta trồng lựu đỏ Ấn Độ, chúng ta trồng chậu được, trồng đất được, trồng kinh tế được, trồng khu sinh thái được nha bà con, trồng cảnh quan được luôn ha. Lựu đỏ Ấn Độ chúng ta không những ăn trái mà chúng ta cũng có thể là chơi bông hoa ha. Hoa nó ra trắng xóa trên cây luôn nha bà con. Trên cái hoa đó gồm có hoa đực, hoa cái nha. Khi mà quý bà con chúng ta muốn trái sai hơn, trái to hơn, tỷ lệ đầu trái nó cao hơn thì chúng ta thụ phấn cho cây, tức là nó có ra cái bông đực và cái bông cái chúng ta chấm lại ha. Bông cái thì nó có cái cục u u ở dưới đó bà con, còn cái bông đực thì nó không có nha. Rất là dễ phân biệt ra cái hoa đực hoa cái luôn ha. Chúng ta úp nụ cho nó, thụ phấn cho nó đi ha. Tỷ lệ đầu trái thì nó sẽ cao hơn. Đây, nguyên một cái khu lựu đỏ Ấn Độ đây. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây lựu đỏ Ấn Độ. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.